chỉ 29k trên cái, an toàn cả mùa dịch cho gia đình. Kính chống giọt bắn phòng dịch bảo hộ full face trong suốt, kính mặt nạ chống giọt bắn từ COVID-19, chống bụi, gió kiểu thời trang. Chống giọt bắn từ miệng ra, chống bụi, khói, chống sương mù, không hấp hơi ngược, bảo vệ mắt khi lái xe gắn máy. Mắt kính không độ, không gợn sóng, không gây chóng mặt cho người sử dụng, an toàn nhưng vẫn đẹp. 29k trên cái khi lấy từ 10 cái. Sản phẩm gồm có combo một kính chống giọt bắn, một gọng, giao hàng toàn quốc, free ship khi mua từ 20 kính.